đặc công Ấn Độ nguy hiểm đến mức nào. Anh chàng này là Melon, một người sở hữu cơ thể kim cương bất hoại, bị cảnh sát tra tấn một cách hết sức dã man. Nếu như người bình thường có lẽ xương đã gãy vụn, thế mà Melon lại chẳng hề bị xước da, thậm chí đánh nhiều đến mức mà tên cảnh sát cũng phải thở hắt ra, chỉ vì Melon có một bộ da quá cứng, ngay cả đạn bắn cũng không thể xuyên qua. Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến anh bị cảnh sát bắt? Câu chuyện phải kể từ 2 tháng trước. Vào một hôm, cô Tech đến trường đón con gái đi học về, bất ngờ có mấy tên đeo mặt lạ xuất hiện, chúng trực tiếp lao vào tấn công, làm cho cô Tech không kịp phản kháng mà ngất đi. Sau đó cô được đưa đến viện, nhưng con gái đã bị đám người bắt cóc. Đã 2 tháng kể từ ngày con bị mất tích, cô Tech đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có manh mối gì. Chính vì thế cô đành nhờ sự giúp đỡ của Melon. Lúc này anh đang phục vụ trong quân ngũ. Kể từ 4 năm trước cả hai đường ai lấy đi, thì Melon đã quyết định sẽ không yêu gái nữa mà chuyển sang yêu nước. Đến khi nhận được tin của Melon, anh đã rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời, vì dù gì cô ấy cũng là người mà anh từng thương. Trực tiếp xin cấp trên nghỉ phép, tuy vậy thì cấp trên chỉ cho anh 7 ngày. Không phí thời gian, Melon ngay lập tức lên đường. Rất nhanh anh đã tìm được đến điểm hẹn với cô Tech. Ở đây cô kể cho anh nghe mọi chuyện. Vào đúng ngày đầu tiên con gái cô đi học thì đã bị bắt cóc. Cô đã cố gắng nhờ chính quyền tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng. Thậm chí bọn họ còn bắt cô ký vào biên bản để khép lại vụ án này. Thực sự lúc đó cả thế giới như quay lưng với cô. Trong tâm trí lúc ấy, cô Tech chỉ nghĩ đến Melon, mong anh có thể giúp mình tìm con gái. Thế là Melon đi mua một chiếc xe để làm phương tiện di chuyển cho hai người, rồi anh chở cô đến sở cảnh sát, hy vọng bọn họ lề mặt anh là một người lính mà lật lại hồ sơ để điều tra tìm kiếm. Ai ngờ tên cảnh sát dám nói cô Tech tự dựng lên câu chuyện này, để bọn họ phải điều tra trong suốt một thời gian dài. Nghe quá chướng tai, Melon đấm một quả cho tên cảnh sát rơi hết cả răng. Thấy vậy, một tên cảnh sát gần đó cũng lao vào, ai ngờ lại bị anh khống chế, hích nhẹ một cái đã bay cả 100 mét. Rồi Melon cứ vậy lao lên đạp một cái thành công hạ được 2 tên khác, cộng với thân hình rắn chắc làm cho tên cảnh sát hụt gãy cả gậy. Anh cứ vậy quay lại cho hắn ta ăn cùi trò chiên giòn, sau đó chốt hạ bằng một cú tuyệt đẹp, làm cho tên cảnh sát trực tiếp đi bằng đầu. Melon nhanh đến mức bọn chúng còn không kịp rút súng thì đã bị anh đánh bại. Rất may cô Tech đã kịp ngăn cản, vì thế đám cảnh sát ăn hại mới khống chế được Melon. Anh bị bắt lại và tra tấn dã man, nhưng cảnh sát đánh đến mức mỏi cả tay, thì Melon thậm chí một vết chảy xước cũng không có, làm cho bọn chúng phải ngán ngẩm. Đến khi để ý mới biết thậm chí đạn bắn còn chẳng qua được lớp da ấy, thì những đòn đánh kia chẳng khác nào mũi đốt inox. Không lâu sau, một tên phó thanh tra tìm tới, hắn ta trực tiếp ra lệnh đưa Melon đến gặp, rồi hỏi anh tại sao lại ra tay đánh cảnh sát, cho dù biết điều đó là phạm pháp, nhưng anh trả lời vì muốn nhắc nhở cảnh sát phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Lúc này tên thanh tra xem lý lịch mới biết Melon là một sĩ quan quân đội, theo bộ luật Ấn Độ thì cảnh sát không được bắt tạm giam những người như thế. Đúng lúc này cấp trên của Melon gọi điện đến, thì ra tên phó thanh tra này là đồng đội cũ của ông ấy. Tuy rằng Melon sẽ được thả nhưng cậu sẽ phải trở lại đơn vị ngay lập tức, điều đó khiến anh phải lên xe để trở về. Trên đường đi, Melon nói chuyện với tài xế, ông khuyên rằng khi bước vào một sự lựa chọn thì hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để sau này phải hối tiếc. Nghe được những lời này, Melon như được thông não, anh quyết định sẽ tự điều tra và cứu đứa con của cô Tech. Rất nhanh anh đã đến được hiện trường hôm xảy ra sự việc, nhưng ai ngờ khi hỏi cô giáo ở đây thì anh nhận được một câu trả lời bất ngờ, đó là trong trường chưa từng có vụ bắt cóc nào, mà ở đây cũng không có đứa nào giống hình ảnh anh đưa. Biết chắc rằng sự việc này có gì đó ẩn giấu, Melon đành đến nhà và hỏi cô Tech rõ mọi chuyện. Đúng lúc này thì một chiếc xe cũng đến đây, hắn ta là Solon, em chồng của cô Tech. Thấy vậy cô liền bảo anh tạm thời tránh đi, vì để Solon nhìn thấy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn ta thường xuyên đến đây là để chơi đồ, thấy tên này rất có thể liên quan đến vụ mất tích của con cô Tech. Ngay sau khi hắn ta vừa rời đi, thì Melon liền xin info của hắn để dễ dàng điều tra. Rồi anh gọi điện thoại cho hắn ta, sau đó hỏi về vụ bắt cóc đứa nhỏ. Nhưng nghe đến đây Solon ngay lập tức cúp máy. Đúng lúc này anh gặp lại một người bạn cũ, vừa hay hôm nay lại chính là đám cưới của anh ta, vì thế mà Melon định đi đến để uống chén rượu mừng. Ai ngờ ở đây lại gặp được một tên cảnh sát, để thuận lợi cho việc điều tra anh thó luôn chiếc thẻ ngành của hắn, rồi cầm nó để đi đến nhà trước cổng trường học, nhờ có thẻ cảnh sát mà anh dễ dàng qua mắt bảo vệ. Sau đó yêu cầu anh ta cho xem camera hôm xảy ra vụ bắt cóc. Ai ngờ khi kiểm tra, Melon phát hiện băng ghi hình hôm đó thiếu mất 3 tiếng, rồi anh lại xem băng ghi hình của ngày hôm trước, kết quả thấy tên Solon hôm đó xuất hiện ở đây. Anh biết chắc rằng vụ này có liên quan đến hắn ta. Melon dùng một chút tiền cho tên bảo vệ, để anh ta khôi phục lại 3 tiếng đã bị xóa. Mà hôm nay sở cảnh sát nơi này có một ông sếp mới nhận chức, nhìn bộ dạng này thì giống tên trộm chó hơn. Cute giải thích trước đây anh là chó vàng làm vùng, nên phong cách ăn mặc cũng phải giống với đám tội phạm, thậm chí nhiều cử chỉ cũng phải giống với bọn chúng. Nhưng anh chắc chắn rằng mình không phải là cảnh sát bẩn. Phía khác, Melon thì đi theo dõi đám người Solon, bọn chúng đang đi giao dịch ma túy. Không ngờ vừa đi được một đoạn thì anh lại để mất dấu hắn ta. Tìm kiếm xung quanh, anh phát hiện ra 2 tên khả nghi,
Cứ vậy anh theo dõi bọn chúng, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện động trời. Bọn này thế mà lại giao dịch hàng cấm với ông chủ mà anh đã mua xe. Melon vội vàng đuổi theo hai tên đó. Khi đang mải miết tìm kiếm, thì bất ngờ anh lại bị dí súng vào đầu. Tuy vậy thì Melon lại không hề sợ hãi. Chỉ bằng một cái chớp mắt anh đã lộn cái bàn, đánh cho hai thằng nằm rạp dưới đất. Đồng thời hỏi bọn chúng về tung tích đứa nhỏ. Nhưng có vẻ mấy tên này không biết gì thật. Rồi cứ vậy anh đến tìm ông chủ xưởng xe, và uy hiếp ông ta nói ra vụ bắt cóc. Không những không nói mà ông còn khuyên anh rút lui khỏi vụ này, nếu như không muốn gặp rắc rối lớn. Sau đó Melon nhờ báo chí đăng tin, rất nhanh thông tin được truyền đi khắp nơi. Không lâu sau có một người đàn ông gọi điện đến, và nói rằng người mất tích chính là con gái anh ta. Nghĩ rằng tên này giả mạo, Melon liền dạy cho hắn ta một bài học. Ai ngờ người đàn ông đó lại có cả giấy khai sinh của đứa nhóc đó thật. Đột nhiên mọi thứ trở nên rất phức tạp. Đúng lúc này tên bảo vệ check camera cũng gọi đến, nói rằng đã khôi phục lại được 3 tiếng đã mất. Đến xem camera quả nhiên anh thấy được vụ hành hung cô Tech, nhưng lại chẳng phát hiện ra có đứa nhóc nào trong xe. Thực sự trong đầu Melon bắt đầu cảm thấy dao động, vì không biết được vụ việc này có thật hay không. Thế là anh đến tìm chồng của cô Tech, và bất ngờ khi anh ta tiết lộ là hai người chưa từng có con. Trước đây cô đã bị sảy thai một lần, cộng với bị bọn lạ mặt tác động vật lý vào đầu, qua đó làm đầu óc có vấn đề mà tự tưởng tượng con gái bị bắt cóc, cùng với những người mà Melon đã gặp, và họ đều cho rằng đứa trẻ đó không hề tồn tại. Quá điên tiết, Melon quay lại hỏi cô Tech cho ra nhẽ, tại sao cô bị tâm thần mà không nói với anh, làm cho anh phải hao tổn bao nhiêu công sức để đi tìm một người không hề tồn tại. Nhưng cô Tech lại nói rằng điều đó là sự thật, tại sao anh lại không tin cô, tin cái thằng bố mày đúng là con điên. Đang định bỏ đi thì bất chợt phát hiện ra thước đo chiều cao trên tường. Đến khi quay lại thì cô Tech đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Anh chỉ kịp túm lấy chiếc quần xà lòn còn sót lại, cầm nó trong tay mà lòng đau xót. Chuyện này đúng là một cú sốc lớn với giới truyền thông, khiến cho cảnh sát cũng phải nhúng tay vào cuộc. Mà đối tượng khả nghi lớn nhất chính là tên em chồng Sơlon. Vì thế cảnh sát trường Cute đã cho người theo dõi hắn ta. Phía khác Melon đã trở về và cảm thấy rất ân hận. Đúng lúc này ông chủ xưởng xe tìm tới, rồi ông nói ra sự thật. Thực ra cô Tech không hề bị điên, lời cô ấy nói đều là sự thật. Trong một lần đến gặp Sơlon để trao đổi ma túy, anh đã phát hiện ra con gái của cô Tech bị hắn bắt cóc. Thậm chí Sơlon còn nhét tiền để ông im mồm. Chỉ vì sợ mất mạng nên ông đã không nói ra sự thật. Để chuộc lại lỗi lầm đó, ông chỉ địa bàn của Sơlon cho anh. Nơi đó là tại một bến cảng. Ở đây đang tổ chức một buổi lễ hội âm nhạc sập sình. Melon nhanh chóng đột nhập được vào trong, túm được Sơlon một cách dễ dàng. Nhưng lại bị mấy tên đàn em của hắn ngăn cả, để cho tên Sơlon chạy trốn. Tuy vậy thì mấy tên này lại chẳng làm khó được anh, rồi cứ vậy nhảy cao 5 mét kéo cổ Sơlon xuống sàn. Sau đó lại nhặt lấy cây gậy cứ vậy quay tay, thành công xử lý hết đám nhãi nhét. Melon nhanh chóng đuổi theo tên Sơlon đang sợ chạy mất cả dép. Hai người thi chạy marathon từ bến cảng đến khu dân cư, nhưng một con nghiện như Sơlon thì làm sao có thể chạy thoát. Sau nửa vòng trái đất cuối cùng Sơlon cũng bị tóm gọn. Đúng lúc này cảnh sát cũng ập tới, trực tiếp bắt hai người về đồn. Không lâu sau chủ xưởng xe cũng được gọi lên. Ông khai ra chính Sơlon là người đã bắt cóc đứa nhóc. Bây giờ chỉ cần lấy lời khai của hắn nữa là xong. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trong khi phỏng vấn, hắn ta đã cướp được khẩu súng của phó thanh tra để quay ra uy hiếp cảnh sát. Kết quả bị tên thanh tra rút khẩu súng khác bắn chết. Như vậy người duy nhất biết đứa nhỏ đang ở đâu cũng đã chết. Melon sau đó được phóng thích. Tên phó thanh tra khuyên rằng anh hãy từ bỏ vụ này, việc còn lại hãy để cho bọn họ lo. Ai ngờ khi trở về tìm đến ông chủ xưởng xe, thì bất ngờ phát hiện ông đang bị tra tấn, chỉ vì đã lỡ khai ra sự thật, rồi bọn chúng nhân cơ hội đánh lén Melon. Mấy tên này lúc ẩn lúc hiện khiến Melon không biết đường nào mà lần. Cứ vậy Melon đi đánh liên tục, anh không thể nào chống trả. Nhưng đây là Melon, một người được ông thần đạo diễn phù hộ. Melon như điên đánh cho chúng thừa sống thiếu chết. Đến khi xử lý xong đám này thì quay ra ông chủ xưởng xe đã không qua khỏi. Từ điện thoại của hai tên sát thủ anh cũng biết, thì ra tên chủ mưu thực sự chính là tên phó thanh tra. Ông ta cũng là người thuê hai tên sát thủ để trừ khử anh. Hắn có một căn cứ bí mật ở gần biên giới, chuyên cung cấp ma túy đi khắp nơi trên thế giới. Ở đây được canh phòng cẩn mật bởi những tên côn đồ trang bị súng ống đầy đủ. Biết được vị trí, Melon cứ vậy phóng xe tới đó. Trước cửa tên thanh tra còn cho tên cảnh sát bẩn canh giữ. Không mảy may suy nghĩ, Melon đá số Vega, trực tiếp đâm vào người hắn ta, làm cả hai cùng nhau phi xuống vực. Tên cảnh sát bẩn thì bị treo trên cây, còn Melon thành công tiếp đất an toàn. Cứ vậy anh đã vào được căn cứ của tên thanh tra. Lúc này mấy tên bảo vệ thấy tiếng động liền đi xem thử. Melon hóa thành tắc kè rừng rậm giết chết từng tên. Sau đó lớp dưới lớp lá khô đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng xử lý nốt đám này. Đám khác lao đến cũng chỉ xếp hàng cho anh đánh. Lần lượt từng thằng được tiễn đi làm bạn với run đất, rồi xuất hiện như một vị thần trước mặt đám cảnh vệ cầm súng. Kết quả cả đám không kịp bắn viên đạn nào, đã bị Melon hạ gục một cách đẹp mắt. Sau đó anh lặn xuống nước ẩn thân chi thuật, đến khi xuất hiện lại thành công giết được mấy tên khác. Rồi anh vào kho vũ khí của bọn chúng, trang bị cho bản thân những thứ cần thiết. Trên tay cầm hai khẩu súng máy cứ vậy bước ra xả đạn điên cuồng.
mà kẻ địch đến cả mấy nghìn tên, bọn chúng cũng được trang bị súng ống đầy đủ nhưng chỉ để cho đẹp. Sau đó lao lên như con thiêu thân làm nền cho Melon tỏa sáng, bắn hết đạn thì anh lại quăng lựu đạn, thành công giết thêm mấy chục tên nữa. Cứ vậy vừa chạy vừa né đạn kẻ địch một cách hết sức vô lý. Đoạn này tôi cũng không biết đạo diễn có chơi đồ của tên phó thanh tra hay không, nhưng Melon đâm trúng nách thì kẻ địch cũng tự chết, rồi sau đó cầm dây đu người bắn súng, chỉ trong một băng đạn 30 viên đã giết chết thêm 100 tên nữa, qua đó dọn sạch sẽ đám tech diêu. Lúc này tên phó thanh tra mới cử thêm trực thăng tới, bên trên có mấy thằng cầm 6 nòng đợi sẵn. Melon thấy vậy cũng không hề sợ hãi, nhẹ nhàng lấy đà để tiến nhanh hơn. Bên trên máy bay 6 nòng cũng bắt đầu xả đạn điên cuồng, nhưng bắn thế nào Melon đều tránh được. Đúng là được ông đạo diễn phù hộ có khác, làm cách nào cũng không chết được. Melon cứ vậy nhảy thẳng lên máy bay tiêu diệt đám người, sau đó lại cầm lấy khẩu súng mà bắn chiếc máy bay còn lại. Rất nhanh chiếc máy bay đó cũng bị bắn nổ. Melon cứ vậy lái máy bay phá tan căn cứ này, rồi anh như một chiến thần đi tìm tên thanh tra. Đến lúc này anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, đi đến đâu là xử hết đàn chó canh nhà đến đó. Không ngờ vừa xử xong đám này thì anh bị bắn nén. Sau một trận chiến dài, Melon đã thấm mệt, tên thanh tra thấy vậy mà đấm điên cuồng. Để tăng mức độ đau đớn, hắn ta trực tiếp lấy tay chọc vào lỗ đạn, làm Melon đau như chết đi sống lại. Anh dường như không còn sức phản kháng. Lúc này tên thanh tra mới nói ra sự thật, chính hắn là người bắt đứa con của cô Tech, nhưng thực ra đó chính là kế hoạch của chồng cô. Vì súng của hắn bị hỏng từ lâu, đứa nhóc đó không phải là con của hắn, không muốn nuôi con thằng khác nên đã lập ra kế hoạch này. Đến lúc này hắn chỉ giết nốt Melon để bịt đầu mối nữa là xong. Ai ngờ đúng lúc này cảnh sát trưởng Cute đến kịp, cứ vậy nổ súng giết chết tên thanh tra độc ác. Mà trước đó ông cũng đã thành công cứu được con của cô Tech an toàn, cũng đã bắt được tên bố dượng của cô về quy án. Nhìn thấy đứa nhỏ, Melon cũng cảm thấy nghi ngờ, liệu rằng nó có phải là sản phẩm của chính anh với cô Tech. Phim đến đây cũng tạm thời kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.